Đây, đây là cái máy này, máy zin rất đẹp luôn cả nhà. Đó, máy này ba máy luôn nha. Đó. Ba máy cực kỳ luôn. Đó, mà cả nhà thấy không? Cái đùi em nó đây nè, đó, cái đùi em nó đây nè. Cái chiếc này thì nó còn rất cực kỳ luôn cả nhà. Đó, chiếc này còn rất đẹp luôn. Đó, à, bên nước ngoài tháo ra để chỉ vậy thôi. Rồi, thì mình sơ cho các cả nhà xem nha. Thì mình bên đây thì nó còn rất nhiều dòng xe luôn cả nhà. Đó, còn rất nhiều dòng xe luôn. Rồi, ở đây ngoài đây nè, ngoài đây có những cái chiếc xe rất đẹp này, dàn sới bên đây là có đầy đủ hết cả nhà. Đó, bánh xe này kia cả nhà có gì thiếu gì cả nhà cứ gọi đến số điện thoại ở phần bên mô tả nha. Có những cái bánh xe này kia rồi bên kho bãi sẽ hỗ trợ đầy đủ cho cả nhà nha. À, đây có chiếc Mitsubishi này cả nhà. Rồi, chiếc này cũng là hàng zin chưa dọn luôn. Để mình coi cái số giờ của em nó nha. Lên coi số giờ của nó là 1654 giờ. Còn rất đẹp luôn. Thông số vỏ của em nó là 12.4 sạc 11 trừ 28. Mâm này mâm zin luôn cả nhà. Chiếc này thì chiếc một cầu nha. Đây nè, cái vỏ trước của em nó là 5.50 trừ 16. Cũng mâm zin luôn. Rồi, kế bên đây nó cũng có một chiếc Kubota cả nhà. Chiếc này cũng còn hàng zin đó. Đây. Chiếc này là chiếc một cầu luôn cả nhà. Đó. Máy móc còn rất ok luôn. Thì cái số điện thoại mình có để dưới phần mô tả nha cả nhà. Có gì thắc mắc cả nhà gọi đến kho bãi hỏi giùm giúp mình, hỏi giá cả giúp mình nha. Thông số vỏ là 12.4 trừ 24 nha. Mâm thì mâm zin. Rồi. Nó có mái che luôn cả nhà. Đây. Đây nó có mái che luôn. Rồi mình để mình cho cả nhà xem cái số giờ của em nó nha. Cái số giờ của nó chạy 1381 giờ nha. Ở trong thì có một chiếc GL33. Thì chiếc này cũng rất đẹp luôn cả nhà. Thì ở trong đây mình cũng không có vô quay. Rồi, đây là cũng là chiếc Yanma FX 235. Rồi, cái chiếc này là hai cầu ha. Chiếc này là mình thấy rất đẹp luôn nha cả nhà. Đó, chiếc này nước sơn zin luôn nha. Nước sơn zin nguyên con luôn. Để phan để mình coi mình mở máy được thôi, mình mở cho cả nhà xem máy nha. Đi hí cho cả nhà xem cái máy đi. Chiếc này là chiếc ba máy nha. Chiếc này là đẹp cực kỳ luôn. Đó, chiếc này là chiếc ba máy luôn. Cái hàng zin luôn. Chiếc này mà không khám phá và khám phá ra thì thôi rất đẹp luôn. Rồi mình đậy lại để mình xem số giờ, bí mật số giờ của em nó nha. Đây số giờ của nó là 989 giờ luôn cả nhà. Tay lái còn rất đẹp luôn. Đây tay lái còn rất đẹp. Bên đây thì có cái hệ thống bên điện nha. Đó phần sau của em nó đây nè. Rồi ở trong này có chiếc L13235 nè cả nhà. Nói chung là cái con này là để như thế này là xe chưa dọn nha cả nhà. Đó. Còn rất đẹp luôn. Rồi. Ngoài ra cái bên đây nữa có chiếc Yanma FX 22D. Đây, thì chiếc này có cái mui luôn. Chiếc này nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Chiếc này mình giờ view sơ sơ cho cả nhà xem cái chiếc nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Cái vỏ nó là 9.5 trừ 24, mâm thì mâm zin có xét nhẹ luôn. Còn cái vỏ trước em nó đây nè, 7 trừ 14. Đó, bánh gai xe chiếc này là chiếc hai cầu, mâm zin chưa dọn luôn. Cái cầu trước thì rất đẹp luôn cả nhà. Đây nè, đó, cầu trước còn rất đẹp luôn. Rồi đây có chiếc Kubota
M595 0DT. Chiếc này dạng là thấy to tướng hàng khủng cả nhà. Thì thông số vỏ của em nó là để mình coi số vỏ coi. 14.9-28. Mâm thì riêng cái mâm này có tước nhẹ luôn cả nhà. Máy móc thì dòm thấy rất đẹp nha. Cái vỏ, vỏ trước nó là vỏ zin. Thông số của nó là 8.3-24. Mâm thì mâm zin do để kho bãi sình đất nhiều quá. Rồi thì mình cho các bạn xem cái hình dáng em nói nha. Thì cái số điện thoại mình có để dưới phần mô tả video nha cả nhà. Thì có gì cả nhà gọi giúp mình nha. Rồi đây là chiếc GL33 Kubota. Đây chiếc này thì ngó thì nó rất đẹp luôn. Rồi chiếc này để mình coi cho cả nhà xem cái số giờ em nói nha. Đây số giờ em nói đây. Số giờ của nó là 821 giờ, chạy rất đẹp luôn. Máy móc thì rất đẹp rồi. Thông số vỏ là 13.6-24. Mâm thì mâm zin luôn, chưa sơ chưa dọn gì hết luôn. Còn cái vỏ trước của em nó đây nè, 8-16. Do cái xe chạy đất trình nó hơi dơ chút xíu cả nhà. Rồi có chiếc Isaki này nè, Isaki UDF đây nè cả nhà. Rồi chiếc này thì để mình mở cho cả nhà xem cái phần nè, cái máy em nói nha. Đây chiếc này chiếc ba máy. Rồi chiếc ba máy. Rồi cái cầu em nói thì cái cầu trước đây nè, cầu trước giờ mình nhìn nó rất đẹp luôn. Nó có mái che thì mái che nhỏ nhỏ xinh xinh này rất đẹp luôn cả nhà. Rồi để mình đẩy cái này lại nó hơi giật giật cái máy, cả nhà cũng thông cảm nha. Một tay mình quay, một tay mình đẩy nó cũng hơi khó. Rồi mình cũng cảm ơn cả nhà xem và ủng hộ kênh mình rất nhiều. Số điện thoại mình có để dưới phần mô tả, thì cả nhà nhớ gọi dòng số đó để hỏi chi tiết những chiếc xe nào mà cả nhà muốn hỏi nha. Báo giá thì cũng bên kho bãi báo giá, mình chỉ là người chia sẻ những clip có những chiếc xe hiện tại ở kho bãi thôi. Mình cảm ơn cả nhà xem và ủng hộ kênh mình rất nhiều.